Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video này mình sẽ làm một video là đi tô mỏ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Nói nhiều lắm, mẹ nó chửi rồi thì em nhớ cười. Nhớ cười. Nhưng mà đi mà qua đến bản nó hỏi cái câu một, nó hỏi. Hỏi cái câu một đấy. Nó hỏi muốn được thôi. Chụp gì quá. Xong để làm avatar lớp luôn. Sao nhìn mẹ đúng lúc à mồm này. Đâu? Đâu đâu? Đây. Mình đang xem. Đúng cái lúc à mồm đấy. Ừ. Em Long mua cái gì xong đi ăn đi xong mai nha mình bú. Dạ. Mua cái gì ăn đi xong có tiền à. Ừ. Thế cái giờ. Bú đi. Mấy hai giờ vậy nha. Ừ. Thế chồng mẹ chồng à? Không. Ba hôm rồi, nghĩ làm cả ba hôm cũng xí. À mà ba hôm này là ba hôm ở nhà này ôn nữa rồi. Không. Đâu được nghỉ nghề. Nghề mà. Ôn. Nghề ba em học xong rồi đó. Đi cái gì? Đi vừa. Mấy hai giờ vậy nha. Ừ. Ở mẹ nhà này được. Ở đây luôn. Bán luôn. Bán kiên lấu. Thêm hai miệng cơm nữa. Mà cơ mà để đớp tí đớp thì xong làm tiếp. Mà anh Kiên nấu cho một một mạng. Một mạng. Ừ. Còn một mạng nữa. Một mạng cho thọ ngồi đất ăn cơm với chó. Ê. Chả bắt gà đây ngồi dưới đất. Ở cái nhà anh Kiên ăn dưới đất mà. Đâu. Ờ nhưng mà lại có chiếu. Tì phết. Anh câu lại tì phết. Chẳng nhớ nhà thằng này xuống cống là ăn. Còn cống là cái mình đợi. Thế nào anh ngồi chỉ mà. Thế nào anh cứ đông qua suy ngồi ra một mình đó đây. Đã một mình đó. Anh quyết cơ mà. Anh phải mất chờ đến thế này xong thì nữa. Mà cả hết mất chỉ tiết tỏi. Từ nay Long tối vào nhà hàng công. Hát karaoke công nó mở đó. Thế rồi đem mấy mạng nữa không được hát cho nó hỏng mic. Em Lòng nếu ở trên kia thì sao so thằng Nghĩa nó lại cho sập một thân nữa thì vỡ. Kệ. Biết. Biết giỏi đọc văn đàn trẻ con. Tắt tiếng chưa lại. Có bật rồi mà tắt nhau à. Nhưng nên mình chơi quần thì mình không bật. Quần có bật đâu. Nghe tiếng chân là mà phải bật. Mày cho mày ơi nghe hay. Bật có tiếng xúc chi. Long ơi. Ừ. Cái khóa lớp 11 đấy có bao nhiêu lớp? 14, 15 lớp. mười đứa thì có mà có một đứa ở Sóc Sơn còn đâu tất Việt Hà. Nam học chạy có mới Nam học ít. Em Long nộp hồ sơ xong được bao nhiêu tiền? Có chị em được bao nhiêu đâu, thằng Lệnh nó nộp trò nó hút luôn hết. Đúng gì à? Không được luôn. Nó hút cho một tí. Chắc khoảng 200 nha. Vậy là mấy công rồi. 200 thì phải toàn quân dao. Quân dao. Bây giờ như Lê Sơn, Lê Sơn nó bảo là 900. Lấy hồ sơ kiểu gì vậy? Câu mòn như vậy. Lấy hồ sơ kiểu gì? Thì hỏi cái câu đúng đời. Lấy cái gì? Hồ sơ cuối năm thầy cô tự trả. Cần đéo phải lấy. Cần đéo đi phải lấy.
thầy cô tự trả, mình không phải lên lấy nộp hồ sơ thì mình ai có cái bằng tốt nghiệp à đâu cái bằng cấp 2 ấy. Nó tự tiện lấy không mang đủ cả tiền bằng cấp 2 thì mới phải ra lấy trong đưa 5.000 cho nó. Mình bảo mình lấy hộ em đi, để mẹ thằng giáo viên nó đỡ cái kẻ mắt thầy đen. Thế là em lông được 200 đấy. Gì kia? Nó bù mất 700 gì đúng đài. Thế là nghĩ đây nhận thế mà nó lại mất dạy anh nhỉ. Bây giờ mình sẽ thích ăn. Vậy mình ăn tô màu xong. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé. Mình nghe cái lợn quẹt
Có ai mua gậy không nhỉ? Mày hỏi xem có ai mua gậy không? Gậy gì? Gậy chọc gà. Không. Hỏi đi. Hỏi ai được? Ta đi hỏi con trâu xem. Mẹ mua làm cái gì, nó có nhà nó có quán mà. Vậy là mình đã tô màu xong đấy các bạn nhé, em xin một like đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vậy là mình đã tô màu xong chưa?